Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 12. Hôm nay cô sẽ tiến hành quay cái bài số 3 của sinh học 12 để chúng ta theo kịp cái chương trình nhé. Đối với cái bài số 3 này là chúng ta sẽ học về điều hòa hoạt động của gen. Như vậy thì đối với cái phần điều hòa hoạt động của gen này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái mục tiêu của bài này là gì. Đối với mục tiêu bài này là chúng ta phải nêu được cấu trúc của operon lắc. Như vậy, operon lắc là gì? Nó có cấu trúc như thế nào thì chúng ta phải nắm được khi chúng ta học xong cái bài này. Thứ hai là chúng ta sẽ trình bày được cái cơ chế và ý nghĩa điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ thông qua ví dụ về hoạt động của operon lắc ở vi khuẩn E. coli. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung đầu tiên, đó là khái quát về điều hòa hoạt động của gen. Như vậy, để tìm hiểu về khái quát về điều hòa hoạt động của gen thì đương nhiên là chúng ta phải nêu được cái khái niệm điều hòa hoạt động của gen là gì. Thì chúng ta biết là gen là một đoạn của phân tử ADN. Rồi gen thì từ gen thì chúng ta trong chương trình sinh học 9 chúng ta đã được học rồi. Nó có quá trình gì? Từ nhân đôi để tạo nên một cái phân tử ADN giống nó. Rồi nhờ vào quá trình phiên mã để mà tạo ra phân tử ARN. Rồi nhờ vào quá trình dịch mã để mà tạo ra những cái phân tử gì? Những cái chuỗi polypeptide. Và những cái chuỗi polypeptide này nó sẽ có cái xoắn lại để hình thành những cái cấu trúc không gian và tạo nên những cái phân tử protein. Như vậy bây giờ cái hoạt động của gen cần phải được điều hòa. Như vậy điều hòa hoạt động của gen tức là gì? Điều hòa hoạt động của gen có nghĩa là mình điều hòa cái lượng sản phẩm của gen được tạo ra. Như vậy sản phẩm của gen được tạo ra là gì? Đó là những cái phân tử gì? ARN thông tin, những phân tử gì? Protein này, ADN này, vân vân. Hay là chúng ta nói cách khác, tức là gen mà nó có được phiên mã hoặc là dịch mã hay không chính là phụ thuộc vào cái sự điều hòa hoạt động của gen, tức là nó có tạo ra được quá trình phiên mã để tạo ra phân tử ADN hay không, hay là có thực hiện được quá trình dịch mã để tạo ra những phân tử protein hay không, chính là nhờ vào cái quá trình điều hòa hoạt động của gen. Như vậy điều hòa hoạt động của gen nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thì cô giới thiệu với các bạn là điều hòa hoạt động của gen nó sẽ phụ thuộc vào cái tín hiệu điều hòa. Như vậy cái tín hiệu điều hòa này là gì? Đối với những sinh vật nhân sơ, ví dụ vi khuẩn chẳng hạn, thì cái tín hiệu điều hòa của nó chính là những cái tác nhân dinh dưỡng, những cái điều kiện lý hóa của môi trường. Nhưng đối với sinh vật nhân thực thì cái tín hiệu điều hòa của nó chính là các cái hormone này, các cái nhân tố tăng trưởng. Và đây là những cái phân tử mà nó do các tế bào chuyên biệt nó sản sinh ra, rồi nó theo cái thể dịch nó sẽ lưu chuyển khắp ở cơ thể. Và các cái phân tử này nó sẽ tác động lên những cái nhóm tế bào đích, nó sẽ điều chỉnh biểu hiện của gen ở các cái nhóm tế bào này và theo đúng cái chương trình đã được định sẵn cho phù hợp với sự phát triển của toàn bộ cơ thể. Bởi vì chúng ta biết là bất kỳ cơ thể của một sinh vật nào thì nó cũng sẽ có những cái giai đoạn phát triển khác nhau, và cái lượng protein tạo ra nó cũng sẽ khác nhau, lượng ADN thông tin tạo ra cũng sẽ khác nhau, cho nên nó cần phải được điều hòa và nhờ vào những cái tín hiệu điều hòa. Và đối với cái quá trình điều hòa nó cũng sẽ có những cái cấp độ điều hòa khác nhau. Ở những cái sinh vật nhân sơ là do nó không có màng nhân, cho nên ARN thông tin sau khi mà được tổng hợp thì nó sẽ tiếp xúc ngay với ribosome để tiến hành vào cái quá trình dịch mã. Cho nên cái quá trình phiên mã và dịch mã nó diễn ra một cách đồng thời. Cho nên là ở cái sinh vật nhân sơ thì chủ yếu là nó điều hòa ở cái giai đoạn là giai đoạn phiên mã. Nhưng mà đối với cái sinh vật nhân thực á, thì cái bộ gen của nó rất là lớn, cho nên ADN nó được nén chặt ở trong nhân, cho nên cái quá trình điều hòa nó sẽ diễn ra một cách phức tạp hơn và ở nhiều cái cấp độ khác nhau. Ví dụ như là điều hòa trước phiên mã này, điều hòa trong quá trình phiên mã này, điều hòa trước dịch mã này, điều hòa sau quá trình dịch mã. Như vậy chúng ta cứ nói là điều hòa trong quá trình phiên mã, rồi điều hòa trong quá trình dịch mã, rồi điều hòa sau dịch mã, tức là điều hòa cái gì? Thì ở đây chúng ta hiểu là điều hòa trong quá trình phiên mã có nghĩa là chúng ta sẽ điều hòa số lượng ADN thông tin được tổng hợp trong tế bào.
Ví dụ như là tổng hợp 5 hoặc là 10 hoặc là 15 thì nhờ vào cái quá trình điều hòa phiên mã này nó sẽ điều hòa. Thế điều hòa dịch mã là gì? Tức là điều hòa cái lượng protein được tạo ra. Có nghĩa là số lượng protein được tạo ra sẽ được điều hòa ở mức độ phù hợp. Ví dụ như là 10 hoặc 15 thì nó đã có một cái số lượng phù hợp rồi. Điều hòa sau dịch mã có nghĩa là nó sẽ làm biến đổi protein sau khi được tổng hợp. Sau khi mà được tổng hợp để thực hiện cái chức năng nhất định, có nghĩa là protein được tạo ra là giống nhau nhưng mà nó sẽ có cái quá trình làm biến đổi protein để thực hiện những cái chức năng khác nhau, thì người ta gọi đó là những cái mức độ điều hòa của gen. Như vậy thì cái mục đích của việc điều hòa là gì? Thì ở đây chúng ta thấy là đối với sinh vật nhân sơ là nó sẽ điều chỉnh hệ enzyme để phù hợp với cái tác nhân dinh dưỡng, đó là cái mục đích của việc điều hòa. Bởi vì bản thân cái enzyme cũng có bản chất là gì? Có bản chất là protein. Protein thì đương nhiên là được tạo ra nhờ quá trình gì? Phiên mã và dịch mã. Còn đối với sinh vật nhân thực thì nó biệt hóa cấu tạo và chức năng của từng loại tế bào ở trong cơ thể. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sang cái điều hòa hoạt động gen ở một cái mô hình điển hình, đó là gen ở sinh vật nhân nhân sơ. Thì cái mô hình mà đã được tìm ra đó là mô hình cấu trúc của Oberon lắc, và ghi do hai cái nhà khoa học người Pháp đó là F. Jacob và Monod đã phát hiện ra cơ chế điều hòa hoạt động gen của vi khuẩn đường ruột E. coli qua cấu trúc gọi là cấu trúc gì? Oberon. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái khái niệm Oberon trước. Như vậy, Oberon là gì? Đó là các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thì thường được phân bố liền nhau thành một cụm và có chung một cái cơ chế điều hòa, thì người ta gọi đó chính là Oberon. Như vậy, cái cấu tạo của Oberon lắc là gì? Thì ở đây là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu tạo của nó. Các bạn có thể quan sát cái vẽ ở trong sách giáo khoa ấy. Này. Chúng ta thấy này. Đây là sự phân bố của các gen ở trên phân tử ADN. Đấy, chúng ta thấy này, có gen B, gen R, đây là gen điều hòa. Gen B này, gen O này, gen Z này, gen Y này và gen A. Như vậy bây giờ mình sẽ tìm hiểu về những cái này. Thì đối với cái nhóm gen cấu trúc ở đây chính là cái nhóm gen gì? Z, Y, A, thì chúng ta thấy ba cái gen này nó nằm kề nhau và nó có liên với nhau về chức năng. Đó là những cái gen này nó sẽ quy định cấu trúc của protein mà tổng hợp nên cái enzyme tham gia phân giải đường lactose trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào. Như vậy là tế bào muốn hoạt động thì cần phải có năng lượng, và năng lượng này được lấy từ cái phân tử đường lactose. Mà muốn lấy, chúng ta biết là năng lượng thì lúc nào nó cũng chứa ở những cái hợp tử cao năng ở dưới dạng là ATP. Thì chúng ta phải phân giải ra để giải phóng cái năng lượng này ra bằng cách là nhờ vào cái enzyme nó sẽ phân giải. Mà bản chất của enzyme này chính là protein, mà protein này được tạo ra từ cái nhóm gen cấu trúc là Z, Y và A. Cái vùng vận hành đó là operator O. Thì đây chính là trình tự các nu đặc biệt, nó sẽ là nơi tương tác với protein ức chế ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc. Có nghĩa là cái vùng vận hành này nó sẽ tạo ra cái gì em? Nó sẽ tạo ra một loại gì? Protein. Tức là nó cũng dịch mã, sau đó nó cũng phiên mã, sau đó dịch mã để tạo ra một loại protein. Mà protein này có tác dụng là protein ức chế. Ức chế có nghĩa là nó sẽ ức chế cái nhóm gen gì? ZIA này, làm cho nhóm gen ZIA này nó không hoạt động. Không hoạt động thì nó sẽ không tạo ra enzyme để phân giải đường lactose. Vùng tiếp theo là cái vùng khởi động là promoter P. Đây là cái nơi enzyme ARN polymerase sẽ bám vào và khởi đầu cái phiên mã. Và nó luôn luôn nhận biết được cái đầu 3' đến 5' để mà nó phiên mã. Cho nên là nhờ cái vùng B này, cái promoter này, cái gen này mà ARN polymerase nó nhận ra được cái mạch nào là mạch mạch khuôn để nó tiến hành nó phiên mã. Và cuối cùng đó là cái gen điều hòa R. Cái gen này nó không có nằm trong cái nhóm gen cấu trúc nhưng mà nó lại có tác dụng là gì đây? Tổng hợp protein ức chế. Và protein này nó sẽ làm gì đấy? Liên kết với vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã. Có nghĩa là cái gen R và gen O này đều tạo ra protein ức chế
Và hai loại protein ức chế này có tác dụng là gì? Ức chế cái quá trình phiên mã. Như vậy cái sự điều hòa hoạt động của overalolac nó hoạt động như thế nào? Thì bây giờ các bạn nhìn vào cái sơ đồ hình vẽ trong sách giáo khoa thì cô giới thiệu cho các em nha. Này, đầu tiên là khi môi trường không có lactose, tức là không có đường lactose. Mà chúng ta biết rồi, không có đường lactose thì cái nhóm gen này không cần phải hoạt động. Bởi vì nếu nó hoạt động thì nó sẽ tạo ra gì? Nó sẽ tạo ra cái gì? Protein để hình thành nên enzyme phân giải đường lactose. Mà bây giờ đường lactose không có mà nó hoạt động thì nó sẽ bị dư thừa cái protein đó ra, và nó làm tổn hao cái năng lượng của tế bào là không cần thiết. Cho nên khi mà môi trường không có lactose này thì cái gen điều hòa quy định tổng hợp protein ức chế, đây cái gen điều hòa đây, nó sẽ hoạt động, nó sẽ thông qua quá trình gì? Phiên mã để tạo ra những phân tử để tạo ra những cái phân tử ARN thông tin. ARN thông tin này sẽ tiến hành quá trình dịch mã để tạo ra những cái phân tử gì đây? Protein ức chế. Những phân tử protein ức chế nó sẽ tới tác động vào đây. Đấy, tác động vào cái này là cái gì các em? Cái này là cái gen vận hành. Đấy, cái gen vận hành này, cái vùng vận hành này, và cái vùng vận hành này nó có tác dụng là gì đây? Nó chứa một cái trình tự nu đặc đặc biệt mà tại đó protein có thể liên kết vào, và cái vùng vận hành này nó bị khóa thì ba anh này không hoạt động. Đấy, cái vùng vận hành này mà nó khởi động thì ba anh này mới hoạt động, cùng vùng vận hành này bị khóa rồi nè, tới protein nước chế tới nó khóa, anh này không hoạt động. Như vậy là đó là khi môi trường không có gì lactose. Như vậy khi môi trường có lactose thì điều gì sẽ xảy ra? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, khi mà môi trường có lactose thì lập tức là nó sẽ như thế nào đây? Thì cái anh gen điều hòa R này nó vẫn hoạt động bình thường. Nó vẫn trải qua quá trình phiên mã và dịch mã để tạo ra những phân tử protein ức chế. Nhưng những phân tử protein ức chế này khi trong môi trường có lactose thì lactose này nó có tác dụng giống như một chất cảm ứng inductor, nó sẽ gắn vào đây, làm cho anh này không thể tới gắn vào cái gen, cái vùng vận hành. Đấy, thấy chưa? Không có gắn vào được nữa, bị mã hóa, mật mã ở chỗ này rồi. Như vậy lúc này cái vùng vận hành nó không bị mã hóa nữa, không bị ngăn cản nữa thì nó sẽ hoạt động. Và khi nó hoạt động thì đương nhiên chúng ta thấy là cái đoạn gen sau đây nó sẽ bắt đầu quá trình là phiên mã. Đấy, cái vùng vận hành này nó hoạt động thì cái enzyme gì? ARN polymerase bắt đầu nó gắn vào đây. Nó nhận ra cái đầu, nhờ cái vùng này nó nhận ra cái đầu từ 3' đến 5', tiến hành phiên mã để tạo ra những phân tử ARN thông tin. Những phân tử ARN thông tin này sẽ bắt đầu trải qua quá trình dịch mã. Chúng ta thấy các ribosome nó tới này. Đấy, để tạo ra những gì đây? Chuỗi polypeptide để hình thành nên những phân tử protein. Đây, Z, gen Z tạo ra phân tử protein lactose Z. Gen Y tạo ra phân tử protein lactose Y. Gen A tạo ra phân tử protein lactose A. Và ba anh này có tác dụng là gì đấy? Tạo thành những cái enzyme. Và enzyme này sẽ làm gì đấy? Phân giải lactose để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Và khi nó phân giải hết rồi, đây chúng ta thấy này, nếu nó phân giải hết lactose rồi, cái phần màu tím này biến mất, thì anh này là tiếp tục đến gì đây? Khi không có lactose thì anh này là tiếp tục đến gắn vào cái vùng gen vận hành, mã hóa vùng gen vận hành. Khi nó mã hóa vùng gen vận hành thì ARN polymerase nó không có bám được vào đây, và ba cái gen sau này nó sẽ không hoạt động. Thì đó chính là cái cơ chế hoạt động của các cái gen. Thì ở đây cô tóm tắt lại bằng một cái sơ đồ như sau để chúng ta dễ hiểu hơn này. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu là nó diễn ra ở giai đoạn phiên mã, và nó dựa vào cái sự tương tác giữa protein ức chế với vùng vận hành và giúp sinh vật nó đáp ứng tốt với cái điều kiện của môi trường luôn luôn thay đổi. Thì đây chúng ta thấy là khi môi trường không có lactose này, và khi môi trường có lactose thì cái gen điều hòa R nó luôn luôn tổng hợp được protein ức chế. Tuy nhiên cái hoạt động của protein ức chế này khi mà môi trường mà không có lactose thì nó sẽ liên kết với vùng vận hành và làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A này không có phiên mã được. Còn khi môi trường mà có lactose thì cái protein ức chế này nó sẽ không có liên kết với vùng vận hành, mà nó sẽ liên kết với gì? Lactose, và làm cho các cái gen cấu trúc gì? Z, Y, A này
nó hoạt động và nó tổng hợp nên cái enzyme để phân giải được. Như vậy thì cái nội dung bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Chúc các em học tốt, và nếu chỗ nào còn thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía dưới, cô sẽ giải đáp cho các em nhé. Hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.